Cặp kè thư ký. Sau đây là một tiết mục vô cùng hấp dẫn. Các bạn đoán xem là tiết mục gì nào? Ăn không, ăn không? Chắc là ảo thuật rồi. Và sau đây, xin một tràng pháo tay chào đón ảo thuật gia Gia Huy. Ảo thuật kè thích quá à. Tài thật, không biết chú ấy giấu con bồ câu đi đâu rồi. Chú ơi, chú ảo thuật gia ơi. Là cháu gọi chú hả? Cháu cần gì sao? Chú có thể giúp cháu một việc được không ạ? Cô trợ lý Thùy Lan kia kìa, rõ ràng là cô ta có ý đồ với ba cháu. Chú nhất định phải giúp cháu làm bốc hơi cô ấy như màn ảo thuật của chú đi. Thùy Lan sao? Mẹ cháu có biết chuyện này không? Bảo đây là chuyện của người lớn mà. Không, nhưng cháu sẽ thay mẹ xử lý cô ta. Chỉ cần chú giúp cháu, tất cả số tiền trong lợn đất sẽ là của chú. Đây là việc của người lớn, cứ để họ tự giải quyết thôi. Chú không thể giúp cháu chuyện này được. Bố Hoàng Phương và mẹ Ngọc Minh đã từng rất hạnh phúc, tại sao mọi thứ phải thay đổi ạ? Đây là bố mẹ cháu sao? Gia Huy, trái đất tròn thật. Hơn 20 năm rồi, có chuyện gì mà cậu lại đột ngột liên lạc với tớ thế này? Hôm trước, tình cờ biết cậu làm gần đây. Ngày đó cậu chuyển trường đột ngột quá. Sau sự việc đó, tớ chỉ muốn mình bốc hơi, không còn tồn tại trên đời này nữa. Sự việc nào chứ? Mình chỉ nhớ trước đây, cậu là một nữ sinh rất vui vẻ hồn nhiên. Thùy Lan, lại đây con. Chào cậu nha. Tạm biệt. Quần cướp chồng. Đây là đứa con rơi đó hả? Nhìn đã thấy là đứa bé hư rồi. Mẹ nào con nấy. Tôi đề nghị cho Thùy Lan thôi học. Không nên để một con sâu làm rầu nồi canh. Không thể chấp nhận học sinh như vậy được. Các anh chị cứ bình tĩnh. Thùy Lan là một học sinh ngoan, học lực tốt. Đạo đức của em ấy không có vấn đề gì. Gần mực thì đen, ai mà biết nó không làm ảnh hưởng tới con cái của chúng ta. Thùy! Cấm còn chơi với nó. Từ đó, một đứa con rơi lại có điều tiếng như mình. Chịu đủ mọi sỉ nhục, giễu cợt. Mọi người chỉ trỏ, xì xầm, thậm chí cả những thứ này nữa. Suốt đời mình không bao giờ quên. Chính là Ngọc Minh. Những thứ này chắc chắn là của cô ta. Ngày hôm ấy, lúc tan trường, chỉ có cô ta chứng kiến vụ đánh ghen của mẹ mình. Những cái này cậu vẫn giữ ngần ấy năm hay sao? Vậy ra việc cậu với giám đốc Hoàng Phương là cố ý. Cậu chắc chắn biết vợ của Hoàng Phương chính là Ngọc Minh. Phải, rêu rao mình là con rơi. Mẹ mình đi giật chồng thì mình sẽ cướp bố của con cô ta. Thật rung rủi làm sao khi mình lại làm việc cho anh ta. Mình định hẹn gặp để nói cho Thùy Lan biết vợ của giám đốc Hoàng Phương chính là chồng của Ngọc Minh, bạn cũ của chúng ta. Những mong cậu dừng việc cặp kè với anh ta, vậy mà sự việc hóa ra những chữ viết này chẳng lẽ là... Ê tụi bay, đứa nào thích ăn kẹo, đứa nào muốn mua quay, chỉ cần đi rải cái truyền đơn này khắp trường, chúng mày sẽ có tiền mua quà, hiểu chưa? Cái quái gì thế? Mày không cần quan tâm, để tao làm, miễn có tiền, tao sẽ mua vé xem ảo thuật mới được. Khá lắm mày, nghĩ lớn làm lớn nha mày. Alo, Lâm Lùng hả? Có chuyện này tao cần hỏi mày. Mình rất bận, không có nhu cầu giao lưu với bạn học cũ đâu. Thùy Lan à, mình vừa nói chuyện với Gia Huy, thực ra có một việc trong quá khứ mình nghĩ cậu cần phải biết. Lâm ơi, lại gì biểu? Nhờ mấy bạn rải giấy này trong trường cho dì nha. Xong việc á, dì sẽ thưởng hậu cho mấy đứa. Chỉ cần đi rải cái truyền đơn này khắp trường, chúng mày sẽ có tiền mua quà, hiểu chưa? Cái quái gì thế? Mày không cần quan tâm, để tao làm, miễn có tiền, tao sẽ mua vé xem ảo thuật mới được. Khá lắm mày, nghĩ lớn làm lớn nha mày. Cậu cũng biết,
Ngày nhỏ mình là một học sinh cá biệt mà. Mấy trò quậy phá là mình ưa nhất. Mình cũng muốn có tiền để mua súng nhựa. Các cậu muốn nói gì? Mình chẳng hiểu gì hết. Thùy Lan, dì Tám, người tới trường làm nhục mẹ con cậu, là hàng xóm của nhà Lâm Lùng. Đúng vậy, dì Tám còn nhờ tụi mình rải đơn nói xấu mẹ cậu khắp trường. Đó là lý do khiến cậu không thể tiếp tục học ở trường Tia Nắng. Mọi việc là do tụi mình. Mình nhìn thấy tất cả, nhưng cậu ấy không phải người tiết lộ chuyện này. Người lớn mấy người, thật độc ác. Tôi đâu có tội tình gì chứ. Mấy người không thể tự giải quyết mọi việc, lại đi trả thù một đứa trẻ. Không phải chính cậu cũng đang trả thù nhắm vào một đứa bé hay sao? Mình... Cô trợ lý Thùy Lan kia kìa, rõ ràng là con ta có ý đồ với ba cháu. Chú nhất định phải giúp cháu làm bốc hơi cô ấy như màn ảo thuật của chú đi. Bé Bảo, con của Ngọc Minh, đã phát hiện ra việc khuất thất giữa cậu và bố thằng bé. Chính nó đã nhờ mình. Thực ra Hoàng Phương đã từng muốn chấm dứt với mình để quay về với vợ con, nhưng mình đã giữ bằng chứng để uy hiếp anh ta. Cao, cho con lên cao nữa đi. À, chú Gia Huy. Chú đã hoàn thành nhiệm vụ rồi chứ? Dạ vâng, đã hoàn toàn bốc hơi. À, nhưng không phải là quả bóng này đâu chú. Gương vỡ lại lành. Ngày xưa, có một vị quan tên là Đức Ngô, vốn cương trực, thẳng thắn, lại là một vị quan có tài nên nhà vua quý mến mà gả con gái là công chúa Lục Xương cho. Mới cưới vợ chưa được bao lâu, một hôm: "Chàng ơi, trong cung lụa là gấm vóc không thiếu, của ngon vật lạ cũng nhiều, vậy còn điều gì khiến chàng lo nghĩ mà đi vào đi ra thế?" "Ta được vua tin yêu nên mới gả nàng cho ta, lẽ ra ta phải hạnh phúc lắm, nhưng..." "Còn điều gì khiến chàng không vui? Hãy nói cho thiếp biết." "Dạo này ta thấy vua cha thường vui chơi, quên cả việc nước. Ta muốn góp ý với vua cha, nhưng chỉ sợ ngài không hài lòng. Nhưng nếu không góp ý, ta e việc triều chính sẽ bị bê trễ. Chặt bên ngoài thì dòm ngó đã lâu, trong lòng ta cảm thấy khó chịu lắm." "Chàng không nên góp ý với vua cha. Tính vua cha dễ nóng giận, sợ vua cha không vui thì chàng sẽ bị vả đấy. Thôi thì vợ chồng mình cứ vui vẻ mà hưởng cuộc sống hạnh phúc bên nhau đi." "Lục Xương nói vậy cũng đúng, nhưng ta là quan trong triều, lại là phò mã. Thấy vua cha làm điều chưa đúng mà lại ngồi yên để hưởng thái bình thì thật không đúng với người làm quan." "Thưa vua cha, xin phép cha cho con được nói vài lời. Thời gian gần đây con thấy vua cha không màng tới chính sự, dân chúng đói khổ lầm than, khắp nơi đều vang tiếng oán than. Người là vua một nước, thế thì người dân biết trông cậy vào đâu đây ạ?" "À, khốn lão, người chỉ là con rể của ta mà dám lên lớp ta. Khi quân phạm thượng, người đâu, nhốt hắn lại cho ta." "Xin vua cha xem xét, con chỉ nói đúng sự thật thôi ạ. Con vì xã tắc này..." "Chàng ơi, em đã xin vua cha hết lời, nhưng vua cha nói chỉ có thể tha tội chết cho chàng thôi, chứ nhất định bắt chàng phải đi đày biệt xứ. Em biết phải làm sao bây giờ?" "Lục Xương, ta không muốn xa nàng." "Em cũng không muốn xa chàng đâu." "Lần này phải đi đày biệt xứ, không biết khi nào ta mới gặp lại người vợ yêu dấu của ta. Các người có thể cho ta được gặp nàng một chút được không?" "Thôi được, nhưng phải nhanh lên đấy." "Chàng ơi, từ giờ vợ chồng mình ngàn trùng xa cách, thiếp thật không đành." "Nàng hãy cầm lấy một nửa chiếc gương này. Khi ta hết hạn lưu đày, đến Tết đầu tiên, nàng hãy cho người cầm nửa chiếc này ra chợ bán. Ta dù ở đâu cũng sẽ lặn lội tìm về. Có chiếc gương làm dấu, ta sẽ tìm ra nàng." Đức Ngô bị đày tới một vùng đất xa xôi, chàng vẫn luôn cố gắng sống để chờ ngày trở về tìm Lục Xương. Trong khi đó, tại kinh thành: "Lục Xương, con sẽ phải lấy vua của nước Lan Diệp, có thể mới gắn kết tình nghĩa keo sơn giữa hai nước."
xin vua cha nghĩ lại. Con đã có chồng là Đức Ngô, dù chàng đã phải đi đầy biệt xứ, nhưng con nguyện thủy chung với chàng suốt đời. Con là công chúa của một nước, không thể muốn thế nào cũng được. Cần phải nghĩ tới đất nước, kết hôn với nhà vua nước láng giềng để thể hiện tình bằng hữu giữa hai bên, không được trái lời ta. Vậy là Lục Xương phải sang nước láng giềng kết duyên cùng nhà vua nước đó. Trên đường đi, nàng nhận ra mùa xuân đang về, hoa đào đã nở hồng khắp nơi, báo hiệu Tết sắp tới. Nàng chưa quên lời hứa của Đức Ngô trước lúc đi xa. Nàng cũng luôn mang theo nửa chiếc gương vỡ bên mình để mong ngày hội ngộ với người chồng yêu dấu. Mặc dù phải nghe lệnh vua cha sang nước láng giềng lấy chồng, nhưng Lục Xương ngày đêm thương nhớ người chồng cũ. Nàng thường ngồi buồn bã, không nói không cười, và cũng không muốn gặp người chồng mới. Biết bao cái Tết của Lục Xương đã trôi qua trong sầu muộn như thế. Tôi muốn mua chiếc gương vỡ này. Ông là... Ông hãy đi theo tôi. Lục Xương. Là chàng ư? Có phải là em đang mơ không? Không, là sự thật. Ông trời cuối cùng cũng rung rủi cho hai ta được gặp nhau. Người đâu? Lôi hai tên gian phu đấy lại cho ta. Ta tưởng ngươi là công chúa ngoan ngoãn, nết na, nên mới đồng ý lấy ngươi về làm hoàng hậu của nước ta. Ai dè, ngươi là một kẻ lăng loàn xấu xa, dám lén lút hẹn hò với một tên ăn mày. Ta phải xử tội chết. Xin đức vua soi xét, tôi không phải là ăn mày. Tôi vốn là chồng của công chúa Lục Xương. Ngươi là chồng nàng, vậy còn ta thì sao? Thưa đức vua, đây đúng là chồng của thiếp. Chỉ vì là vua cha của thiếp tức giận mà chàng bị đày đi biệt xứ. Vì hòa khí giữa hai nước chúng ta mà thiếp buộc phải sang đây làm vợ của người. Trong lòng thiếp luôn nhớ tới chồng của mình không lúc nào nguôi. Trước khi đi biệt xứ, tôi đã đập vỡ chiếc gương này thành hai nửa, hứa rằng sau khi mãn hạn tù đây, tới mùa xuân đầu tiên, tôi sẽ đi tìm nàng nhờ vào chiếc gương này. Không ngờ đi tìm được nàng mới biết nàng đã là vợ của ngài rồi. Tìm nhau qua hai nửa chiếc gương vỡ à? Dù sao nàng cũng đã là hoàng hậu của ta, dám lén lút gặp lại người chồng cũ, tối nay phải chết. Nếu người bắt nàng phải chết, xin hãy cho ta chết cùng nàng. Ta muốn ở bên cạnh nàng mãi mãi. Chàng ơi, cứ để một mình thiếp chết, chàng hãy sống thay hộ phận của thiếp là được. Không, ta phải ở bên cạnh để chăm sóc nàng, dù ở thế giới này hay thế giới bên kia. Trên đời này không phải lúc nào cũng tìm được một tình yêu thật sự. Tình cảm của hai người thật khiến cho người ta cảm động. Nước có phép nước, nhưng ta cũng có thể làm sai luật lệ một lần mà. Thôi được, ta tha tội cho hai người. Từ giờ các người gương vỡ lại lành. Ta tạ đức vua. Nhà vua nước láng giềng cũng vốn trọng lễ nghĩa, không khỏi xúc động trước mối tình thắm thiết của Lục Xương và Đức Ngô, bèn ra lệnh thả cho hai vợ chồng, lại giúp cho vàng bạc để họ đi nơi khác chung sống với nhau. Từ Thức về quê cũ. Vào đời nhà Trần ở châu Ái, có một chàng trẻ tuổi tên là Từ Thức. Chàng vốn con nhà quan, năm 20 tuổi nhờ học giỏi thi đỗ cao, chàng được bổ một chân tri huyện ở huyện vùng Bắc. Thưa quan, còn có một chút quà mọn xin biếu quan. Vụ kiện lần này... To gan! Ngươi nghĩ ta là một tên tham quan hay sao mà lại dám mang quà cáp biếu xén vào đây? Dạ... Còn không bao, mang những thứ này ra khỏi đây. Vụ kiện lần này ta sẽ xử đúng người đúng tội.
xin quan bớt giận. Đám nhà giàu trong huyện này biết quan công tư phân minh như vậy, sau lần này họ sẽ không bao giờ còn dám làm vậy nữa đâu ạ. À. Thật là làm hỏng hết nhã hứng đọc sách của ta. Ta ra ngoài một chút, các người không cần đi theo. Dạ, nhưng quan muốn đi đâu vậy ạ? À? Hôm trước mới đến đây, ta thấy ở ngay phía trước làng có một ngôi miếu nhỏ. Ta ra đó vãn cảnh một lát rồi về. Các người không cần lo lắng đâu. Vâng, thưa quan. Dạ, đẹp quá. Cả năm mới có dịp hoa nở rộ như thế này một lần. Đúng là một khoảnh khắc hiếm thấy. Trời ơi, những bông hoa rực rỡ và đầy sức sống. Này cô kia, sao cô dám hái hoa của miếu hả? Mau nộp tiền phạt nhanh lên. Tôi không biết là ở đây không được hái hoa. Tiền phạt ư? Tôi đi xem hội, không mang theo đồng tiền nào hết. Đây là quy định rồi, không có trường hợp ngoại lệ. Nếu cô không có tiền, vậy thì tôi sẽ giữ cô ở đây. Cô nhờ người về bảo người thân mang tiền đến nộp phạt đi. Không, không, anh làm gì vậy? Buông tôi ra đi. Này, anh có việc gì thì bình tĩnh nói. Tại sao lại lôi kéo với một cô gái yếu ớt như vậy chứ? Này, không phải việc của mình thì đừng có bà lôi thôi. Có giỏi thì mang một quan tiền ra, nộp tiền chuộc cho cô ta đi. Khi ấy, Từ Thức lại không có bất cứ tùy tùng nào theo cùng. Trong người cũng chẳng có lấy một đồng bạc. Sao? Không có tiền nộp phạt giúp chứ gì? Vậy thì tránh ra ngay. Đây là chiếc áo gấm rất quý, người mang đi bán có thể được nhiều tiền hơn. Chỗ tiền phải nộp phạt đấy. Đúng là một thứ có giá trị. Thôi được rồi, ta sẽ nhân nhượng mà tha cho cô ta. Cảm ơn chàng đã giải cứu cho thiếp. Chỉ là một chút chuyện nhỏ thôi. Mà nhà nàng ở đâu vậy? Ta nghe giọng nàng hình như không phải người ở vùng này. Chẳng giấu gì chàng, quê thiếp ở tận trong Châu Ái, huyện Tống Sơn. Thật vậy sao? Không ngờ ta và nàng lại là người cùng quê. Biết cô gái là người cùng quê, Từ Thức càng thêm niềm nở. Hai người men thao lối cổng miếu, vừa đi vừa ngỏ ít lời tâm sự. Trước khi từ giã, nàng còn không quên mời chàng đến chơi nhà nếu có dịp về thăm quê. Ngươi là một kẻ gan ngược nhất trong cái chốn làm quan này. Có phúc mà không biết hưởng, của tiền dân tận mặt mà không biết nhận. Giờ thì hay rồi, ngươi không dùng roi vọt trị dân thì ắt hẳn là thế chậm. Giờ thì ngươi biết đường rồi nha. Thưa quan trên, thần thương dân như con, không ưa trị dân bằng đòn roi. Mọi chuyện có thế nào thần xin chịu. Khá khen cho khẩu khí của nhà ngươi. Ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi không dùng roi vọt trị dân thì cái chức quan của ngươi sớm muộn gì cũng mất thôi. Vậy này chức quyền xin gửi lại. Thần ngao du bốn phương cho thỏa ước muốn bấy lâu. Ngươi dám? Phải rồi, hình như nhà cô gái ấy cũng ở gần nơi này. Tiện đây ta sẽ ghé thăm nàng xem sao. Sau khi dông buồm ra khơi, Từ Thức đã tới một hòn đảo rất đẹp. Đang mê mải nhìn, chàng bỗng thấy ở sườn núi đá gần đó có một cửa hang khá rộng. Bèn vinh cây rẽ cỏ tìm đến tận nơi. Dạ, không biết nơi này là cõi phàm hay cõi tiên nữa. Tuyệt vời quá. Đây là hang động thứ 6 trong 36 hang động ở cõi tiên. Từ lâu ta đã cai quản thế giới này. May mắn hôm nay lại được đón người trẻ tuổi chí tình. Cảnh trí ở đây có khiến người ưa thích không? Thưa bà, đúng là cảnh vật chốn tiên, mọi thứ đều đẹp mê lòng người ạ. Nhưng có một điều còn khiến người ưa thích hơn nữa đấy. Nàng chính là... Đúng vậy, thiếp chính là cô gái hái mẫu đơn năm xưa. Một lần nữa xin đa tạ chàng. Nếu hôm đó không có chàng giải cứu thiếp, thiếp đã chẳng thể trở về cõi tiên khi trời đang dần tối. Em nó tên là Giáng Hương, ngày trước đi xem hội mẫu đơn không may gặp rủi ro, nhờ có chàng tận tình cứu giúp. Âu đó cũng là duyên trời. Em nó thầm thương trộm nhớ chàng bấy lâu. Chàng đã có lòng cất công đi tìm, chắc hẳn cũng đã cảm được tấm chân tình. Nay đến gặp nhau, hãy mở tiệc hoa để phỉ lòng khao khát. Từ Thức thấy không gì đẹp lòng hơn thế nữa. Lập tức đêm hôm ấy, trong bữa tiệc tưng bừng có quần tiên hội tụ, hai người chính thức làm lễ giao bôi. Khách tiên từ các động vui vẻ cạn chén chào mừng chàng rể mới đến nhập tịch làng tiên và chúc tụng cuộc tình duyên tốt đẹp của hai người.
một thời gian sau. Xa cha mẹ đã lâu, ta thấy nhớ họ quá. Ta muốn về quê thăm một chuyến có được chăng? Về thăm quê ư? Chàng ơi, chàng cũng biết cõi phàm và cõi tiên tách biệt. Luật lệ của cõi tiên lại hà khắc vô cùng. Một khi chúng ta nên duyên vợ chồng, đã ở cõi này thì sẽ không được phép trở về cõi phàm nữa. Nhưng ta chỉ về thăm cõi phàm một lần cuối cùng thôi, rồi ta sẽ ở với nàng mãi mãi về sau. Chàng hãy từ bỏ ý định trở về cõi tục đi. Cõi tục và cõi tiên là hai con đường cách biệt. Phạm phải điều cấm, mọi sự sẽ rất khó lường. Nếu như chàng cứ nhất nhất như vậy, thì thiếp không biết điều khủng khiếp nào sẽ xảy ra đâu. Nhưng ta thực sự rất nhớ họ. Nàng cũng biết là ai cũng có quê hương nguồn cội của mình cơ mà. Dù ta đã ở cõi tiên, nhưng không thể nào quên nơi mình sinh ra và lớn lên được. Chàng đã quyết định như vậy, thiệp có nói thêm điều gì cũng chỉ là vô nghĩa. Xe mây ở ngoài cửa đó, chàng có thể trở về bất cứ khi nào chàng muốn. Cảm ơn nàng, ta sẽ sớm trở về thôi. Vậy là Từ Thức bất chấp tất cả để về thăm quê hương. Chỉ trong chớp mắt, chàng đã thấy lại quê cũ. Mới 3 năm mà nhà cửa vườn tược làm sao đã khác đến vậy chứ. Dân làng cũng chẳng có một người nào quen mặt. Không biết cha mẹ và em gái mình giờ đang ở đâu. Thưa cụ, cụ làm ơn cho cháu hỏi, nhà của ông Từ Thức trước đây làm quan giờ ở chỗ nào ạ? Từ lúc còn nhỏ, tôi có nghe truyền lại rằng các cụ tổ năm đời nhà tôi có một cụ cũng tên họ là Từ Thức, trước làm quan huyện rồi treo ấn từ về. Một hôm đi chơi, xa vào hang núi mất tích. Từ đây đến nay, dễ mà đã gần 300 năm. Trời ơi! Vậy mà đã 300 năm rồi hay sao? Mình ở mãi cõi tiên, chẳng biết thời gian ở trần gian lại trôi nhanh đến thế này. Vậy là giờ ta đã chẳng còn người thân thích nào ở nơi này. Ngay cả cơ hội gặp cha mẹ và em gái lần cuối cùng cũng chẳng được nữa rồi. Có chuyện gì vậy nhỉ? Ông ấy là ai thế? Trời ơi, xe mây đâu rồi? Xe mây, vừa rồi mới còn ở đây cơ mà. Khi chàng nhận được lá thư này, cũng là khi chúng ta hai người hai nơi, chia lìa đôi ngã. Thiếp biết, chàng dù đi đâu, về đâu, vẫn một lòng thương nhớ quê hương. Nhưng cõi trần và cõi tiên vốn không cùng những luật lệ, và chúng ta phải chịu sự chia ly này. Thiếp biết, dù thiếp có nói gì, cũng không cản được bước chân của chàng. Nên đành chịu theo ý chàng, dù biết trước hậu quả khi phạm vào luật cấm. Tạm biệt chàng. Không, Giáng Hương, ta... Vậy là nàng cũng bỏ ta mà đi. Giờ ta biết phải đi đâu, về đâu đây? Kể từ khi mất đi tất cả, Từ Thức cứ đi mãi, về sau không biết là đi đâu. Từ đấy, người ta gọi hang núi ở chỗ Từ Thức và Giáng Hương nên vợ nên chồng là Động Từ Thức. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!